xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vee Channel. Và mình là Đan Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ giúp các bạn tổng hợp lại những siêu phẩm mới ra mắt và rất đáng mua trong tháng 11 này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 Lite. Với màn hình của Xiaomi Mi 8 Lite thì chúng ta sẽ có kích thước là 6,26 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Và đặc biệt là định dạng 19:9 rất là hợp thời để cho các bạn có thể tha hồ xem phim. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế tai thở phía trên màn hình rất giống với cách làm của OnePlus hay là Huawei. Và điểm mạnh của chiếc Mi 8 Lite mình nghĩ đó chính là phần camera, và mình nghĩ là các bạn gái cũng sẽ rất thích cái phần này luôn. Với Mi 8 Lite thì chúng ta sẽ có 12 và 5 megapixel cho camera mặt lưng sau và camera selfie lên đến 24 megapixel. Cụ thể là đối với ảnh xóa phông chụp trong điều kiện thiếu sáng thì mình rất là đánh giá cao Mi 8 Lite hơn một số chiếc điện thoại khác trong cùng tầm giá. Tiếp theo là chiếc Xiaomi Mi 8 Lite này của chúng ta cũng sẽ có một cái hiệu năng khá là mạnh mẽ với chiếc Snapdragon 660 và giao diện tùy biến MIUI 10 đặc trưng của Xiaomi và dựa trên nền tảng Android Oreo thay vì Android Pie mới nhất. Chúng ta sẽ có dung lượng là 4GB hoặc 6GB cùng với lựa chọn khác là 6GB hoặc là 64GB lưu trữ hoặc là 6GB lên đến 128GB. Nếu như bạn là fan của Xiaomi và là một người rất thích chụp hình thì mình nghĩ chiếc Xiaomi Mi 8 Lite này sẽ rất là phù hợp với bạn. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một phiên bản điện thoại đến từ hãng điện thoại Honor. Và đây cũng là một chiếc điện thoại rất là mới mẻ. Vừa qua thì nó cũng có ra mắt tại Thái Lan với phiên bản màu đỏ cực kỳ xinh đẹp. Và tất nhiên thì Honor 8X của chúng ta theo mình nghĩ thì nó sẽ đáp ứng được 4 tiêu chuẩn thời đại như sau. Đầu tiên là nó sẽ có một màn hình tai thở rất là đẹp. Tiếp theo là camera của nó cũng sẽ có chế độ AI làm đẹp luôn, với một cái cấu hình ổn với mức giá vừa phải. Và mình nghĩ các tiêu chí trên là một trong những tiêu chí mà các bạn học sinh, sinh viên rất là muốn có sở hữu những chiếc điện thoại của mình. Và chiếc Honor 8X là chiếc điện thoại sẽ sở hữu được những điều đó. Với điểm AnTuTu là 140.000 điểm, CPU là 67.000 và GPU là 22.000. Có một nhược điểm trên 8X đó chính là dễ nóng rất là nhanh. Và ngoài ra thì 8X của chúng ta chỉ có camera kép ở mặt sau, không có chụp 3D ánh sáng và tổng thể màu sắc tạm ổn, không có quá nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên thì máy sẽ có camera độ phân giải sau là 20 và 2 megapixel khẩu độ f1.8 và camera trước là 16 megapixel khẩu độ f2.0. Tiếp theo là một tân binh đến từ hãng Xiaomi, và mình nghĩ chắc là sẽ có rất là nhiều fan Xiaomi đang xem video clip này thì chiếc điện thoại này là dành cho bạn. Và đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 3. Và với Xiaomi Mi Mix 3 chúng ta sẽ có tấm nền màn hình là Super AMOLED, kích cỡ là 6,39 inch và tỷ lệ màn hình là 19:5:9. Ngoài ra thì Mi Mix 3 có độ phân giải là Full HD Plus và máy sẽ sử dụng là chip Snapdragon 845 cực đỉnh, và cuối cùng là dung lượng RAM tùy chọn tối đa lên đến 10GB. Và Xiaomi cho biết thì cái màn hình này đã được tối ưu lên đến 93% mặt trước, đồng thời phần cầm cũng được làm mỏng hơn đáng kể so với Mi Mix 2S rất là nhiều, chỉ còn 4,5mm mà thôi. Tiếp theo là đến phần camera của chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 3. Xiaomi Mi Mix 3 của chúng ta sẽ có camera kép ở mặt lưng sau, đồng thời là 12MP và khẩu độ f là 1.8. Ngoài ra thì camera selfie cũng là một điểm nâng cấp rất đáng kể trên chiếc điện thoại này, lên đến 24MP, mặc dù nó chỉ là camera đơn mà thôi. Xiaomi đã tập trung phát triển tính năng chụp tối ấn tượng cho camera của Mi Mix 3 và sử dụng cơ chế giảm nhiễu bằng nhiều tấm, và Mi Mix 3 đạt 103 điểm DxO Max, trong đó có 108 điểm cho chụp hình và 93 điểm cho quay video. Và điểm số này giúp nó đứng ngang hàng với những chiếc điện thoại flagship như là Note 9, U12 Plus nhưng mà sẽ dưới XS Max và P20 Pro. Viên pin của Mi Mix 3 sẽ là 3200mAh, tuy nhiên thì nó cũng có sẽ hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Sau Xiaomi thì chúng ta sẽ có một tân binh tiếp theo đến từ nhà Samsung, và đây là một chiếc điện thoại mà Đan Anh cực kỳ ấn tượng về phần camera. Lần này so với những cái sản phẩm khác thì trên A7 2018 này của Samsung, họ đã làm rất tốt trên phần camera, không còn bị cái kiểu vàng vàng như những cái chiếc điện thoại tầm trung nữa, mà mình cực kỳ thích cái màu ảnh cũng như là chất ảnh của chiếc điện thoại A7 2018 mà Samsung mang lại cho lần này. Chúng ta sẽ có tấm nền màn hình Super AMOLED kích cỡ 6 inch và độ phân giải sẽ là 1080x2220 pixel. Màn hình thì được tối ưu phần viền giúp cho màn hình có thêm không gian hiển thị, đáp ứng những cái nhu cầu là xem phim hay là chơi game của các bạn. Điểm mới ở Samsung Galaxy A7 2018 là có đến 3 camera ở phần sau, cụ thể bao gồm một camera chính 24MP, khẩu độ f1.7.
Và chiếc camera thứ hai thì có góc siêu rộng 8MP khẩu f2.4. Và chiếc camera cuối cùng là 5MP khẩu f2.2 hỗ trợ chụp ảnh xóa phông tốt hơn. Qua đó thì cho phép người dùng bắt trọn mọi cái khoảnh khắc đáng nhớ với những bạn bè của mình, dù là ở góc hẹp hay là góc rộng đi nữa. Bên cạnh đó thì camera trước có độ phân giải lớn là 24MP khẩu độ f2.0 và đi kèm đèn flash LED trợ sáng, cho nên giúp bạn selfie trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn bao giờ hết. Và trên chiếc A7 này thì chúng ta cũng sẽ có tấm nền màn hình là Corning Gorilla Glass chạy trên hệ điều hành 8.0 Android. Và đặc biệt là dung lượng pin của máy sẽ là 3300mAh. Tiếp theo cũng là một chiếc điện thoại nữa đến từ hãng Xiaomi. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt ở chiếc điện thoại này, đó chính là nó được sản xuất ra chủ yếu nhắm đến những đối tượng người chơi như là game thủ hay là những bạn thích chơi game. Và tên của nó đó chính là Black Shark 2. Ở mặt trước thì Black Shark 2 mang trên mình thiết kế với một nút nguồn được đặt ở phía cạnh trái. Trong khi đó thì cụm phím tăng giảm âm lượng và nút bấm chuyên dụng lại được đặt ở phía cạnh phải của máy. Nó dường như được thiết kế hoàn toàn dành cho mục đích chơi game với hệ thống thoát khí ở mặt lưng của thiết bị. Và Black Shark 2 thì sẽ sở hữu màn hình 5,99 inch và có độ phân giải là Full HD+. Tỷ lệ khung hình là 18:9 và màn hình này sẽ hỗ trợ DCI P3 và gam màu lên đến 97% để việc tối ưu đồ họa chơi game tốt hơn. Và nó cũng được trang bị vi xử lý cao cấp Snapdragon 845 tương tự như thế hệ tiền nhiệm. Cùng với nó là hệ thống làm mát bằng chất lỏng GPU Adreno 630. Bên cạnh đó nó cũng sẽ có thêm chip vi xử lý hình ảnh độc lập Pixel Watch với 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Riêng pin đi kèm sẽ có dung lượng là 4000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh. Và siêu phẩm cuối cùng không thể bỏ qua trong video clip ngày hôm nay đó chính là chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro vừa mới ra mắt vài ngày gần đây thôi. Và mình đặc biệt rất là ấn tượng với chiếc điện thoại này bởi vì nó có những cái tính năng đi kèm theo rất là ấn tượng và rất là tiện dụng. Đầu tiên là cổng sạc của máy có tích hợp loa ngoài rất là hiện đại, và đặc biệt là trên chiếc điện thoại Huawei này chúng ta sẽ được nâng cấp rất nhiều và rất đáng kể về camera. Ngoài ra thì máy cũng sử dụng tiêu chuẩn chống nước IP68, màn hình mà máy sử dụng là AMOLED với kích cỡ là 6,39 inch và độ phân giải sẽ là 1440x3120 pixel, tỷ lệ màn hình là 19:5:9. Huawei Mate 20 Pro chính hãng được trang bị chip mới là Kirin 980 do chính Huawei sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, con chip rất ấn tượng dành riêng cho trí thông minh nhân tạo và đem lại khả năng xử lý các tác vụ vô cùng mượt mà và ổn định. Và trên chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro này của chúng ta vẫn sẽ sử dụng MIUI 9.0 trên nền tảng Android mới nhất 9.0 luôn. Và đặc biệt là camera tiêu chuẩn của máy nằm ở mặt sau sẽ là 3 camera với độ phân giải cực khủng lên đến 40, 20 và 8MP. Khẩu độ F thì lần lượt là 1.8, 2.2 và 2.4, rất là nhỏ đáng kể. Điều này sẽ giúp cho các bạn có được những tấm ảnh cực chất. Và đặc biệt là camera selfie của máy có một thông số không hề kém cạnh những chiếc điện thoại trong video clip này đâu nha. 24MP tương đương với lại chiếc Samsung A7 mới ra mắt gần đây luôn. Và khẩu độ của nó sẽ là f2.0. Đặc biệt là với Huawei Mate 20 Pro, camera có thể bắt được chủ thể khung hình và làm mờ hậu cảnh một cách chính xác. Còn camera trước của máy thì sẽ có độ phân giải cao giúp người tiêu dùng có thể có những bức ảnh tự sướng cực kỳ ảo diệu và sắc nét. Cuối cùng thì dung lượng pin của máy sẽ là 4200mAh và mình nghĩ đây sẽ là một dung lượng pin rất là khá để cho các bạn có thể thao tác những tác vụ từ cơ bản đến nâng cao nhiều giờ liền cũng như là nhiều ngày liền. Và Huawei Mate 20 Pro còn có chip tiết kiệm pin cho thời gian sử dụng dư dả trong vòng 1 ngày. Ngoài ra thì Mate 20 Pro còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép điện thoại tăng 50% tốc độ chỉ trong 25 phút, giúp cho người dùng mau chóng sử dụng máy khi cần thiết. Ok, vừa rồi là 6 chiếc điện thoại rất đáng mua trong tháng 11 này và cũng vừa mới ra mắt luôn. Vậy thì anh em nghĩ sao về những chiếc điện thoại này và đâu sẽ là chiếc điện thoại mà anh em đang nhắm đến để đổi thành giấy yêu mới của mình? Hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube channel đó nha. Bye bye!